Xin chào tất cả các anh chị, em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên hợp tác xã Dao Phúc Sen. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị bộ dao 4 món, 4 mẫu dao đi rừng bên em. Nó là 4 mẫu dao, nhưng các anh chị có thể thấy này, ở đây thì chỉ có 2 mẫu thôi. Nó chỉ khác nhau, ở đây hai cây đầu tiên này nó chỉ khác nhau cái khâu và chốt đây. Đây là khâu và chốt là đồng thau. Đây, đồng thau đấy ạ, và đây là khâu inox. Ngoài ra thì hai cây bên này là hai mẫu dao parang, một cây vỏ kín và một cây vỏ hở. Nhiều anh chị mình hay đi rừng ấy, mình đang quan tâm đến những cái mẫu dao lớn, những cái bản to ấy, thì mình có thể là tham khảo cái video này của em nhé. Ở đây thì em sẽ có mèo size 28 này. Mèo size 28 và dao parang, đây là hai cái mẫu dao, cái bản và cái dáng nó to nhất rồi. Đấy, thì ở đây thì đầu tiên là cây 28 NCD ạ. Cây 28 NC, cái này thì đang có chiều dài lưỡi là 28 cm. Bản rộng ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 5,5 nha các anh chị ơi. Ở đây thì sẽ có cán này, phần cán này nó sẽ hơi vát này. Khâu và chốt này thì sẽ là inox nha các anh chị ơi. Cái này thì hiện tại đang có giá là 680.000 ạ. 680.000 một cái em mèo 28 như thế này, 28 NC ạ. Đó. Ở đây thì các anh chị có thể thấy này, ở đây sẽ có thêm một cái điểm G. Khi mà mình đi chơi, đi đâu thì mình có thể test. Cái này thì bên em cũng có test nha. Anh chị nào mà muốn thì có thể là bảo em sẽ test luôn cho mình. Đó, ở đây thì các anh chị có thể thấy này, những cái nốt chấm vàng này này. Đây là những cái chốt đồng thau đây. Đó, làm rất là tỉ mỉ này. Cán gỗ ốp hai bên nhưng làm rất là tỉ mỉ này. Đó, đây ạ, những cái dáng này thì bao giờ nó cũng sẽ khỏe khoắn hơn so với những cái dáng bản vuông truyền thống. Đây. Đó, cây này đang có giá là 680 nha. Em sẽ bỏ vào vỏ để các anh chị có thể nhìn rõ hơn nha. Đây ạ. Đó, tổng thể của em ạ. Đó, size 28 nha. Đây ạ. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị, đấy là một mẫu dao cũng là size 28 nhưng khâu và chốt thì sẽ là đồng thau các anh chị nhá. Ở đây thì nó cũng không khác gì con 28 NC đâu. Nó chỉ khác nhau là cái khâu và cái chốt này là đồng thau ạ. Đấy, khâu và chốt là đồng thau thì nhìn nó cũng sẽ sáng dao hơn. Đấy, cái này thì nó cũng giá nó cũng sẽ cao hơn một chút so với cây 28 NC thôi. Cái này đang có giá là 750.000 các anh chị nhá. Chiều dài của nó cũng sẽ là 28 cm này, bản rộng sẽ rơi vào khoảng 5,5. Và đây sống dao thì nó sẽ dày 6 ly và nó vát đều về phần lưỡi ạ. Đó, vát đều về phần lưỡi. Những cái mẫu bản to như thế này mình sẽ chuyên để chặt cây này. Nhiều anh chị thì hay bảo là không biết là có chặt được tre không, thì trong cái clip này em cũng trả lời luôn là mình có thể mình chặt được tre này. Đó, mình chặt được tre này, chặt cây này, phát quang. Ngoài ra thì mình có thể mình chặt được gà vịt luôn. Và những cái mẫu dao mèo thì bao giờ nó cũng đa năng hơn là những cái mẫu dao parang, dao curry. Đấy, cây này thì mình sẽ có thể vừa thái được, vừa lọc được. Mình lọc được này, đây cái mũi nó nhọn nên mình có thể lọc được này. Mình thái được này, mình chặt gà vịt được này. Ngoài ra thì mình nếu mà mình hay đi chơi xa ấy, mình có thể mình chặt cây, mình cắm cọc này. Rồi thì mình dùng để mình đào đất này, đó, nó cũng rất là tiện. Đấy, phát quang thì rất là tiện này. Em sẽ bỏ luôn vào vỏ để các anh chị có thể nhìn rõ hơn nhá. Đấy, đây ạ. Đó, đây, một cái mẫu dao size 28 ạ. Đây, các anh chị có thể thấy này. Đấy, tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn ạ. Đó, cái này đang có giá là 750 các anh chị nhá. Đấy, anh chị nào mà quan tâm thì có thể để lại luôn giúp em số điện thoại. Ở đây thì em có thêm một cái em parang. Cây này thì sẽ là vỏ hở nha các anh chị ơi. Những anh chị nào mà mình thích những cái mẫu dao dáng nó khỏe khoắn này, nó khoe lưỡi này, thì mình có thể là mình lựa chọn cái mẫu dao DPR01 này nha. DPR01 này nha các anh chị ơi. Đó, cái phần này, cái cây này thì nó sẽ có chiều dài lưỡi rơi vào khoảng 28-29 cm. Đây là một cái bản to nhất của bên em rồi. Và ở cái phần bụng này, cái phần to nhất của con dao này, bụng dao này, cái này thì sẽ rơi vào khoảng 6 cm ạ. Và ở đây thì thiết kế nó sẽ hơi vát một chút này, hơi vát một chút. Và ở đây, sống dao này, các anh chị có thể thấy này. Đó, sẽ dày 6 ly. Đây, một mặt thì sẽ có dập những cái kiểu giọt giọt như giọt nước này này. Đó, để trang trí cho nó đẹp thêm thôi. Và ở đây thì sẽ có một mặt là mặt bản trơn như thế này, bản đen nhám như thế này. Còn về cái phần lưỡi thì nó sẽ được mài trắng đi nha các anh chị ơi. Đó, nhìn cái dáng dao nó rất là khỏe này. Và ở đây thì cán này thì sẽ là cán gỗ cẩm chỉ ạ. Khâu và chốt sẽ là đồng thau này. Khâu và chốt sẽ là đồng thau. Đó, lên này, rất là đều và sáng dao này. Đây, cái này thì mình sẽ chặt tre này, chặt củi này đều được các anh chị nhá.
Đấy, mình mang đi rừng, hoặc là những anh chị nào mà mình thích, mình không hay đi rừng mấy ấy. Nhiều anh thì hay bảo là anh không đi rừng mấy đâu, anh mua về chủ yếu là bao giờ anh đi phượt, đi cắm trại mà gia đình mà có hay đi chơi thì anh dùng ấy, anh sử dụng ấy. Đấy, còn không thì em cột cho anh thêm cái dây, cột thêm một cái dây ở đây này. Đấy, để anh treo lên ấy, lâu lâu đi chơi thì anh dùng, còn không thì anh treo để trang trí ấy. Đó, chọn những cái mẫu dao liên vân đều và đẹp này. Đây, những cái mẫu như thế này. Đó, các anh chị có thể thấy này, ở đây thì nó khoe lưỡi như thế này. Ở đây nó có thêm một cái điểm G này, nó rất là an toàn luôn, không sợ là nó bị làm hỏng đồ đạc hay là bị cứa này. Đấy, lên dáng rất là đẹp luôn. Đó, nếu anh chị nào mà mình đang quan tâm đến những cái mẫu dao mình đi rừng này, rồi mình tham khảo, mình để treo phong thủy chẳng hạn, thì không nên bỏ qua những cái mẫu dao như thế này đâu ạ. Đó, cây này hiện tại đang có giá là 760 nha các anh chị ơi, 760 ạ. Tiếp theo thì nếu mà anh chị nào mà mình không thích cái dáng vỏ hở, mình thích những cái dáng vỏ kín, thì mình có thể là mình lựa chọn sang cái cây này. Cây này có mã là DPR ạ. Đây ạ, DPR nha các anh chị ơi. Đó, cây này là mã là DPR. Nó, cây này với cây DPR01 nó chỉ khác nhau cái vỏ thôi. Một cây sẽ là vỏ kín mà một cây sẽ là vỏ hở. Đấy, về cái phần chiều dài lưỡi này, cái bản rộng này, rồi thì sống dao này, nó sẽ giống nhau. Đó, nó chỉ khác nhau cái vỏ kín này thôi. Đây ạ, nó chỉ khác nhau cái vỏ kín này thôi nha các anh chị ơi. Đó, đây ạ. Đây, về phần vỏ này thì nó sẽ là bản kiểu bản cán, bản vỏ ốp ấy. Đấy, nó sẽ là gỗ hai bên ốp lại này. Đó, và được cố định lại bằng một cái chốt đồng như thế này, đồng thau như thế này. Đây, các anh chị có thể nhìn thấy không ạ? Đó, cố định lại này, rất là chắc chắn. Rất là chắc chắn luôn. Đó, đây ạ, không bị hở nha. Không hề bị hở nha. Đây, đây ạ, bỏ đây ạ. Em sẽ bỏ luôn để các anh chị có thể nhìn rõ hơn này. Đây nha, đây một cái mẫu dao vỏ kín như thế này. Nếu anh chị nào mà mình không thích những cái dáng, nếu mà mình không thích những cây vỏ hở thì mình có thể là lựa chọn những cái vỏ kín như thế này cũng được. Ở đây thì tất cả sẽ có thêm một cái điểm G này. Ngoài ra thì mình test dây này. Ở đây thì đây, đây ạ, dao bên em thì sẽ có chữ HTX dao phúc sen dập chìm và có tem chống hàng giả ở đây nha. Các anh chị có thể dùng iCheck hoặc là mình dùng những cái phần mềm kiểm tra ấy, mình check, mình quét mã thì nó sẽ ra đầy đủ thông tin đơn vị bên em, đơn vị sản xuất này, rồi thì giấy phép đăng ký kinh doanh đều có nhá. Hôm nay thì em sẽ lên cho các anh chị 4 món như thế này rồi, thì anh chị mình đang quan tâm thì có thể là gọi trực tiếp cho em hoặc là để lại số điện thoại thì em sẽ liên lạc lại cho các anh chị. Mình cũng có thể là mình tham khảo thêm trên các mẫu khác trên giaophucsen.vn hoặc là hợp tác xã giaophucsen.com. Ở trên đấy thì bên em sẽ có đầy đủ thông tin này, giá tiền này để mình có thể tham khảo. Và cái giá này thì sẽ là giá niêm yết, để khi mà mình nếu anh chị là mình mua thì mình sẽ được hưởng những cái ưu đãi theo những chính sách của từng tháng này. Ngoài ra thì khi mà mình đã mua hàng của bên em nhiều rồi thì mình sẽ có những cái ưu đãi riêng. Đấy, thì hôm nay thì em xin phép tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những clip sau nhé. Xin chào.